Ngựa gỗ báo thù. Chuyện kể rằng, vào những năm 1184 trước công nguyên, cuộc chiến tranh giữa Hy Lạp và thành Troia đang vào giai đoạn khốc liệt nhất và bất phân thắng bại. Gần 10 năm giao chiến đằng đẵng trôi qua rồi, giữa chúng ta và thành Troia vẫn không phân thắng bại. Lương thực dần cạn, quân sĩ quá mệt mỏi rồi, ai nấy đều không còn tinh thần oanh liệt như ngày đầu nữa. Thành Troia quá vững chãi, lại được các nước lân cận giúp đỡ và thần linh che chở. Dù quân Hy Lạp ta rất thiện nghệ, nhưng e rằng chúng ta khó thắng nổi. Ngay cả khi ta đã đánh cắp được tượng Palladium, vị thần bảo hộ cho thành Troia, mọi thứ vẫn chưa khả quan hơn. Bốn đội quân tấn công bốn mặt thành thôi chưa đủ, ta phải có lực lượng từ bên trong đánh ra, thì may ra sẽ hạ được thành Troia. Chúng ta đang yếu thế, địch lại quá mạnh và đang hừng hực khí thế chiến thắng. Bây giờ người còn sống trở về là may, nói gì đến cài nổi gián chứ. Cần phải tương kế tụ kế, ra một đoàn quyết định mới được. Nếu không, cuộc chiến sẽ không bao giờ kết thúc. Thành Troia đang hừng hực khí thế chiến thắng ư? Càng thắng sẽ càng chủ quan. Hãy lấy chính điều đó làm điểm yếu của họ. Con ngựa gỗ này rút cuộc là để làm gì hả, Odysseus? Chúng ta đã tận dụng tất cả những mảnh gỗ tốt chuyên dụng để đóng thuyền chiến rồi, thật phí phạm quá. Ngài thấy bụng ngựa rỗng không? Đó chính là mấu chốt. Bây giờ, hãy đốt hết doanh trại và tất cả các thuyền chiến. Hãy nhổ neo rời khỏi ngay đi, và đến bán đảo Tenedos gần đây, nấp chờ thôi. Odysseus điên rồi, làm thế khác nào đầu hàng với địch chứ? Ấy đang nghĩ kỹ chưa vậy? Ông quân Hy Lạp đầu hàng rồi, họ chấp nhận thất bại rồi. Ê, thật không? Có thật là họ đã đầu hàng không? Đúng rồi kìa, họ đã đốt doanh trại. Mau báo tin cho đức vua thôi. Ngay lập tức lục soát quanh đây xem còn dấu hiệu gì khả nghi không. Vâng, xin tuân lệnh. Dạ, bẩm đức vua, trong khi lục soát, thần tìm thấy hắn. Hắn là người duy nhất còn sót lại của quân Hy Lạp ạ. Tại sao quân Hy Lạp rút đi hết mà chỉ để lại một mình nhà ngươi? Chúng không màng đến sự sống chết của ngươi sao? Thưa đức vua Priam của thành Troia vĩ đại, thần vốn chỉ là một vật hiến tế, bị tướng Odysseus vứt lại đây mà thôi. Vật hiến tế? Người nói vậy nghĩa là sao? Chúng thần đã quá mệt mỏi vì chinh chiến nhiều năm mà không có chiến thắng, nên quyết định rút quân quay về. Ngài còn nhớ, đội quân Hy Lạp đã đánh cắp bức tượng thần Palladium của thành Troia, nên đã bị nữ thần trí tuệ Athena trừng phạt. Vì vậy, Odysseus bỏ lại thần ở đây để làm vật hiến tế cho hả cơn giận của nữ thần Athena. Vậy còn con ngựa này? Bẩm đức vua, đến nước này rồi, thần cũng không muốn giấu giếm nữa. Con ngựa gỗ khổng lồ này chính là mưu đồ khủng khiếp của quân Hy Lạp. Vì nữ thần Athena bắt quân Hy Lạp là một linh vật khác tặng lại cho thành Troia, nên họ đã làm con ngựa khổng lồ này. Dù không dám trái lệnh nữ thần, nhưng họ cố tình làm một con ngựa to quá khổ, to hơn cả cổng thành Troia, để thành Troia không bao giờ mang vào được bên trong. Có như vậy, thành Troia mới không có linh vật bảo hộ, quân Hy Lạp mới có thể quay trở lại đánh chiếm lần nữa. Như vậy là sao? Như vậy là chúng cố tình chơi khăm chúng ta. Tất cả im lặng. Mau lôi con ngựa gỗ này đặt trong thành cho ta. Còn gã lính Hy Lạp, hãy tha mạng sống cho gã vì đã nói sự thật cho chúng ta. Tuân lệnh. Khoan đã, thưa đức vua Priam vĩ đại, người đừng vội đưa con ngựa gỗ này vào. Ngươi dựa vào đâu mà ngăn cản ta? Xin người đừng rước bất cứ thứ gì của giặc vào nhà, biết đâu đây là kế sách hiểm độc. Bây giờ sự an nguy của cả thành Troia là quan trọng nhất. Ngươi đừng nói nhiều nữa. Không thấy quân Hy Lạp đã rút hết cả, nhổ neo thuyền và đốt sạch doanh trại rồi sao? Còn lo lắng gì nữa? Người đâu, mau tìm cách kéo ngựa gỗ khổng lồ vào. Đây chính là linh vật bảo hộ mới của chúng ta cho nữ thần Athena ban tặng. Trời ơi, to thế này làm sao mà qua được cổng thành đây?
Bẩm đức vua, cổng thành chúng ta so với con ngựa này quả thực quá nhỏ hả? Không thể nào kéo vào trong được nữa. Hay ta cứ để tạm ngoài cổng mà. To gan, linh vật của thành mà ngươi dám để ngoài cổng sao? Mau phá dỡ bớt một đoạn tường thành trống ra cho ngựa vào đi. Ta tuyên bố, cuộc chiến 10 năm bảo vệ thành Troy A của chúng ta đã kết thúc thắng lợi. Mau mau mở tiệc ăn mừng. Xin chúc mừng chiến thắng vẻ vang của thành Troy A chúng ta. Uống thật say nhé các vị. Thế này là sao? Thưa đức vua, nguy thật rồi, toàn bộ thành Troy A đã bị bao vây. Quân Hy Lạp không biết từ đâu ra đã tràn lan khắp thành chúng ta, giết hết quân lính và phá nát tất cả. Trời ơi, chính là từ con ngựa đó mà ra. Ta thật quá ngây thơ, giá mà ta đã nghe lời can gián của La Con. Quá muộn rồi, đức vua lỗi lạc. Vậy là bằng một món quà là chú ngựa gỗ khổng lồ chứa đầy lính, quân Hy Lạp đã dễ dàng đánh lừa đối phương đang chủ quan trong men say chiến thắng. Con ngựa thành Troy A chính là một cái bẫy khiến thành Troy A ngập chìm trong thất bại cay đắng. Đây cũng là bài học nhớ đời về sự cảnh giác, để lại đến ngày hôm nay cho tất cả chúng ta. Công chúa ra châu ra ngọc. Ngày xưa, có một chàng bá tước giàu có, tốt bụng. Chàng có sở thích săn bắn và thường dành rất nhiều thời gian để săn những loài thú quý hiếm trong rừng sâu. Lần ấy, chàng mải mê đuổi theo một chú hươu sao mà không để ý rằng trời đã dần về chiều. Trời tối nhanh quá, mình phải ra khỏi khu rừng nhanh mới được. Bà ơi, có mình bà mà cắt nhiều cỏ vậy ạ? À? Trời sắp tối rồi, nhà bà có gần đây không ạ? À? Cũng không gần lắm chàng trai. Dạ, vậy bà để cháu mang giúp những bó cỏ này về nhà cho. Chứ mình bà làm sao mà mang về được ạ? À? Cảm ơn cậu, chàng trai tốt bụng. Thế rồi, ngôi nhà nhỏ xíu của bà cụ cũng dần dần hiện ra. Cảm ơn cậu nha, tới nhà của ta rồi. Lần sau bà nhớ đừng có cắt quá nhiều cỏ, kẻo bà lại phải mang rất vất vả đấy ạ. Chàng trai à, ta cảm ơn cháu. Vâng, vậy tạm biệt bà nha, cháu đi đây. Chàng trai, ta xin tặng cháu vật này. Cậu hãy giữ món quà này cẩn thận, rồi nó sẽ mang lại may mắn cho cậu. Đẹp quá, cháu xin cảm ơn bà. Bá tước cầm món quà của bà lão lần mò đi trong đêm tối. Chàng bị lạc đường lúc nào không hay. Khi trời sáng, chàng đặt chân đến một vương quốc lạ. Vương quốc chàng tới được bao phủ bằng một không khí buồn bã, u ám. Nhà vua của vương quốc loan báo khắp nơi tìm bằng được những viên ngọc xanh lấp lánh. Lẽ nào đây là viên ngọc mà nhà vua đang đi tìm? Không biết nó có giúp ích được gì cho nhà vua hay không? Muôn tâu quốc vương, tình cờ tôi có được một bà cụ tặng cho viên ngọc này, xin dâng lên hoàng hậu. Trời ơi, đúng rồi đó, đúng là viên ngọc của con gái ta. Con gái ta, con ở đâu? Ngươi hãy thuật lại cho ta xem, ai đã cho ngươi viên ngọc này? Nó đích thị là viên ngọc của con gái út của ta. Dạ, chuyện là như thế này thưa quốc vương. Nhưng mà viên ngọc này thì có liên quan gì đến công chúa ạ? Ta có ba cô con gái. Con gái út của ta có mái tóc vàng,
ống ả như ánh nắng mặt trời. Tuy nhiên, năm đó 18 tuổi, có một vị quốc vương giàu có sang cầu thân, công chúa Út đã từ chối thẳng thừng. Nhà vua trong cơn tức giận tột cùng đã ra lệnh đuổi nó đi, không bao giờ được xuất hiện trước mắt của ông ấy nữa. Hôm công chúa rời đi, nước mắt nhớ thương cha mẹ của con ta rơi xuống, hóa thành những hạt ngọc màu xanh lấp lánh. Sau này, khi biết được tên quốc vương ngoại bang kia thực chất chỉ là tên phù thủy ham mê nhan sắc của con ta, muốn lấy nó về làm vợ, chúng ta vô cùng ân hận và lo lắng, cho người ra sức đi tìm kiếm, nhưng chẳng thể nào thấy tin tức gì của công chúa Út đáng thương hết. Người hãy bao lên đường, quay trở lại ngôi nhà của cụ già dò hỏi thông tin về công chúa Út đi. Ta cùng hoàng hậu sẽ thu xếp và tức tốc lên đường ngay sau đó. Dạ thưa vâng. Thế là ngay lập tức, chàng bá tước quay trở lại khu rừng đó. Chàng quyết tâm bằng mọi giá phải tìm bằng được nàng công chúa Út. Màn đêm dần dần buông xuống khu rừng vắng. Một ngày tìm kiếm trôi qua, chàng vẫn chưa nhớ lại được vị trí ngôi nhà nhỏ của bà lão trong núi. Chàng trèo lên cây ngủ một giấc qua đêm, đợi đến khi trời sáng lại tiếp tục lên đường. Lẽ nào nơi này có yêu ma? Trời ơi, kia chẳng phải người con gái xấu xí của bà lão hay sao? Cô gái xấu xí vài phút trước giờ đây bỗng trở thành một cô gái xinh xắn tựa như tiên giáng trần. Chàng bá tước ngây người nhìn và càng ngạc nhiên hơn trước cảnh tượng trước mắt. Cô gái xinh đẹp khóc nức nở trong đêm khuya, mỗi giọt nước mắt của nàng rơi xuống lập tức biến thành những hạt ngọc nhỏ xanh biếc. Công chúa, ta đã tìm nàng suốt bấy lâu nay. Ôi không, nàng tưởng với lớp mặt lạ xấu xí đó mà ta không nhận ra ư? Hãy ngoan ngoãn đi theo ta làm vợ của ta, mau lên. Không đời nào, ta thà chết cũng không lấy nhà ngươi làm chồng đâu. Đồng phù thủy kia, hãy mau mau thả công chúa ra. Ngươi là ai, tới đây nộp mạng ư? Ta đây cơ mà. Chàng hãy coi chừng. Cậu hãy giữ món quà này cẩn thận, rồi nó sẽ mang lại may mắn cho cậu. Ôi không, tên khốn kiếp. Vua cha, con đã nhớ người biết bao nhiêu. Con gái của ta, ta thật khốn đồ, đã để cho con bị thiệt thòi rồi. Cảm ơn bà đã bao năm che chở, bảo vệ cho con ta. Nếu không có bà, chắc chắn công chúa đã gặp nguy hiểm rồi. Nhà vua và hoàng hậu hãy lưu giữ lại hạt ngọc xanh này, đó là giọt nước mắt tuyệt vọng và cả nhớ thương cha mẹ của công chúa Út khi nàng không được thấu hiểu. Ngay sau đó, đức vua và hoàng hậu đã tổ chức một lễ cưới long trọng cho công chúa và bá tước trong cung điện nguy nga tráng lệ. Chàng bá tước tốt bụng sau đó dẫn công chúa trở về vương quốc của mình và họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Riêng vua và hoàng hậu luôn giữ bên mình viên ngọc xanh kỳ lạ để tự răn mình phải bình tĩnh và cẩn trọng trước mỗi một phán quyết, không để sự nóng giận đưa đường dẫn lối. Người tiều phu và nhà tu hành. Ngày xưa, tại vùng đồng bằng Sugura cằn cỗi, có một người tiều phu tên là Visu. Visu và gia đình sống trong một căn nhà nhỏ lụp xụp ở gần bìa rừng. Cuộc sống của họ rất vất vả, cực nhọc. Visu phải làm việc quần quật cả ngày mà vẫn thiếu thốn. Điều đó đã khiến anh vô cùng bất mãn với cuộc sống hiện tại. Một ngày nọ, khi Visu đang trên đường trở về sau một ngày làm việc, bỗng nhiên anh nhìn thấy một nhà tu hành đang ngồi thiền trên một phiến đá, dáng vẻ rất thảnh thơi. Sư thầy đang làm gì ở trong rừng thế này?
Tôi đi sang làng kế bên để cầu nguyện cho một người mới mất ở đó, phải băng qua cánh rừng này mới đến nơi. Ồ, đường khá xa đấy, chắc là họ phải trả công thầy hậu hĩnh lắm nhỉ? Ồ không, tôi không lấy đồng tiền công nào cả. Nếu cứ làm không công như thế thì người lấy đâu ra tiền để sống? Có phải người có bí quyết gì không? Tôi không có bí quyết gì cả. Những gia đình mà tôi giúp đỡ thường bố thí cho tôi chút ít đồ chay, như vậy là đủ với tôi rồi. Chỉ có vậy thôi mà trong người có vẻ thư thái như thế này sao? Trong khi tôi lúc nào cũng thấy chán ngán với cuộc sống này. Xin hỏi anh đã có gia đình rồi phải không? Phải, tôi có vợ và hai con rồi. Nếu vậy thì anh còn có gì để buồn chán nữa chứ? Họ là những món quà to lớn nhất với anh rồi. Vui sướng hay buồn khổ là do tâm mình mà ra thôi. Hãy vui vẻ và hài lòng với cuộc sống. Anh có thể cầu nguyện để tâm hồn mình được thanh thản hơn. Làm gì có chuyện ông ta không nhận tiền mà có thể thảnh thơi được như thế chứ? Nếu như biết cầu nguyện, chắc là mình cũng sẽ kiếm được tiền. Mình sẽ được sung túc, vô lo như ông ta. Từ sau ngày hôm đó, Phi Su chỉ ở nhà học cầu nguyện để mong được đổi đời. Anh phó mặc tất cả mọi công việc cho vợ của mình. Vợ Phi Su là một người phụ nữ chịu thương chịu khó. Từ trước đến giờ, cô chưa bao giờ cằn nhằn chồng mình một câu nào. Mẹ ơi, con đói quá. Đợi một lát, mẹ đang luộc sắn cho các con đây. Thế nhưng, khi tất cả công việc đổ dồn lên vai cô đã không thể chịu đựng được nữa. Anh hãy đi làm trở lại đi, nhà mình đã không còn gì để ăn nữa rồi. Cô không thấy là tôi đang học cách để kiếm tiền hay sao hả? Em không hiểu sao anh lại định kiếm tiền bằng cách đó, trong khi lúc này các con đang đói khát thế này. Cô thì biết gì, tôi đang tìm đường để vừa an nhàn vừa có tiền mà cô cứ càm ràm mãi thế hả? Em chỉ cần như trước kia thôi, dù có khó khăn nhưng chúng ta vẫn sống rất tốt mà. Cái cuộc sống làm việc quần quật không ngẩng được mặt lên thì có gì mà hay, tôi đã chán ghét nó từ lâu rồi. Dù có thế nào vẫn còn hơn bây giờ. Anh đọc kinh mà không có tâm hướng thiện thì không mang lại điều gì tốt đâu. Cô dám nói như thế với tôi à? Được, đã thế tôi không thèm ở lại đây nữa. Khoan đã, anh đi đâu thế? Đi đâu là việc của tôi. Đợi tôi trở nên giàu có rồi cô sẽ phải chống mắt lên. Đúng là lắm điều. Cứ chờ đấy, rồi mình sẽ làm ra nhiều tiền rồi lấy vợ mới luôn, không cần cô ta nữa. Đói quá, quên mất là từ sáng đến giờ chưa có gì vào bụng. Ồ, bộ con cáo. Đứng lại con cáo kia, ta đang đói bụng lắm đây. Trời, đẹp quá. Ta chưa từng thấy ai đẹp đến thế. Phải chăng mong muốn của vợ mới của ta đã linh ứng rồi? Xin chào hai tiểu thư xinh đẹp. Chẳng hay hai nàng có thể cho tôi ngồi xem đánh cờ được không? Xin chàng cứ tự nhiên. Phi Su đắm chìm trong khung cảnh thần tiên. Anh cứ thế mãi mê ngắm nhìn hai cô gái, quên hết cả thời gian. Phi Su đã ngắm nhìn họ rất lâu, qua bao nhiêu mùa lá rụng. Hả? Hai tiên nữ đâu mất rồi? Ta đã ở đây bao lâu rồi? Ta đã già đến thế này rồi sao? Phi Su đã trở thành một ông lão râu tóc bạc phơ. Lúc này ông chợt cảm thấy nhớ gia đình da diết. Ông lê bước chậm chạp tìm về căn nhà cũ. Bà cho hỏi vợ con của ông Phi Su bây giờ ở đâu? Phi Su nào nhỉ? Ở đây không có ai tên Phi Su hết. Tôi chính là Phi Su. Tôi là tiều phu ở làng này. Tôi mới rời khỏi nhà vào sáng nay mà không hiểu sao lại trở thành như thế này. Có một ông Phi Su trong câu chuyện ba tôi kể lại, nhưng ông ấy đã mất tích mấy trăm năm rồi. Vợ con ông ấy cũng qua đời lâu lắm rồi. Đã mấy trăm năm trôi qua rồi sao? Trời ơi, vợ và con tôi. Những giọt nước mắt ân hận không thể giúp Phi Su quay trở về như ngày xưa. Ông đã phải gánh chịu hình phạt vì ham mê cuộc sống giàu sang mà bỏ bê vợ con khi họ cần ông nhất. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.